Phát huy phẩm chất bộ đội Cụ Hồ trong xây dựng nông thôn mới, các cấp hội cựu chiến binh huyện Hòa Vang đã vận động, hỗ trợ hội viên xây dựng nhiều mô hình kinh tế nông thôn có hiệu quả, góp phần tăng thu nhập, ổn định đời sống cựu chiến binh trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Thời sự Đà Nẵng TV tại xã Hòa Khương, huyện Hòa Vang. Cựu chiến binh Chu Văn Phong, thôn 5, xã Hòa Khương, có một niềm đam mê rất lớn với nông nghiệp. Sau khi xuất ngũ về địa phương, ông đã vay vốn, đồng thời tự tìm tòi học hỏi để xây dựng nên nhiều mô hình có giá trị kinh tế cao như chăn nuôi gà đồi, dê, cừu, heo rừng hay nuôi trồng thủy sản nước lợ và cải tạo vườn tạp để trồng cây ăn quả. Dám nghĩ, dám làm, cùng với sự hỗ trợ của các cấp hội cựu chiến binh huyện Hòa Vang, ông Phong đã thành công trong việc chuyển đổi nhiều mô hình kinh tế nông thôn có hiệu quả, phù hợp với định hướng xây dựng nông thôn mới của địa phương. Gắn bó với cái mảnh đất này hơn 30 năm rồi và cũng rất trăn trở một điều là làm sao đó để mà mình phát huy được cái tiềm năng ở đây cũng như cái thế mạnh của địa phương để mà mình làm giàu chính đáng. Thực sự mà nói là về cái lĩnh vực nông nghiệp đó, là một trong những lĩnh vực khó. Tuy nhiên đó là nếu như mà đam mê và chịu khó thì ai cũng có thể làm được cái lĩnh vực nông nghiệp này. Thì trên thực tế thì cái lĩnh vực nông nghiệp thì gia đình sống dựa vào cái nông nghiệp. Và nếu như mà nông nghiệp mà làm có đủ cái mấy cái điều kiện như là nguồn vốn, như là đất đai, như là cái chính sách rồi thì tôi tin là nông nghiệp sẽ giàu. Nó sẽ làm giàu được từ nông nghiệp. Từ mô hình của cựu chiến binh Chu Văn Phong, hội cựu chiến binh xã Hòa Khương cũng đã nhân rộng thêm nhiều mô hình tương tự, góp phần cải thiện đời sống hội viên, lan tỏa mạnh mẽ phong trào cựu chiến binh sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau làm giàu, giảm nghèo bền vững. Đồng chí Phong là một cái tấm gương như là điển hình về cái mô hình chăn nuôi như là tổng hợp vườn ô trùng. Đồng chí Phong là rất là tích cực trong cái việc mà xây dựng cái mô hình mới. Trong những năm qua thì đồng chí Phong đã đi nhiều nơi ở Quảng Ngãi, Quảng Nam để học hỏi nhiều cái mô hình mà ở các tỉnh bọn đã xây dựng thành công. Thì đồng chí Phong về áp dụng. Cũng theo hội cựu chiến binh Hòa Vang, để cán bộ hội viên cựu chiến binh mạnh dạn trong phát triển kinh tế nông thôn, những năm qua các cấp hội đã tổ chức nhiều buổi tập huấn tuyên truyền để thay đổi tư duy làm kinh tế của hội viên, đồng thời phối hợp với nhiều đơn vị để tạo nguồn hỗ trợ vay vốn cho hội viên, qua đó kịp thời giúp phát triển nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả. Ở Hòa Vang, hội chiến binh này chủ yếu là các đồng chí là hạ sĩ quan xuất ngũ về, các đồng chí không có cái lương hưu trên 80%. Bằng cái sự coi như là tự thân hoạt động và sự nỗ lực phấn đấu của phát huy cái bản chất truyền thống bộ đội Cụ Hồ thì các đồng chí về là đã tự tổ chức tham gia va vốn, chủ yếu là đây là va vốn ngân hàng chính sách xã hội để theo cái đó là mỗi hộ là mỗi cá nhân được khoảng 100 triệu đồng chí đã vay về phát triển kinh tế. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông thôn là một trong những nhiệm vụ then chốt trong lộ trình xây dựng nông thôn mới của Đà Nẵng và cựu chiến binh đang là lực lượng tiên phong đi đầu với nhiều mô hình kinh tế sáng tạo có sức lan tỏa cao, góp phần tích cực trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương.